Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại Game Today. Và hôm nay tôi với anh em sẽ cùng nhau chơi bộ môn Automate anh em nhé. Dã man. Quá dã man luôn anh em ạ. 2-3 ngày rồi mà tôi thấy là cái sức nóng của cái bộ mết này tôi thấy nó vẫn chưa có gì thay đổi cả. Đấy, không biết theo cảm nhận của các anh em thì nó thế nào. tôi bất lực rồi đấy. Nha anh em nhá. Còn có rất nhiều anh em bảo là vẫn có những cái lineup có thể đánh được thì tôi cũng không phủ nhận cái điều đấy. Có. Nhưng mà những cái lineup đấy thì nó khó quá anh em ạ. Mấy cái lineup mà anh em có chia sẻ thì thực sự là không phải lineup nào đó cũng có thể là đánh trơn tru được như cái bộ mết trong cái thời điểm hiện tại. Đấy. Một trong những cái lineup mà mạnh về giai đoạn siêu late game nhưng mà lại dễ chơi vào giai đoạn đầu game, đó là những cái gì mà chúng ta có ở trong cái bộ mết trong cái thời điểm hiện tại. Đấy. Nghe thôi là đã thấy là rất là meta rồi. Và cũng không biết là cái meta này nó kéo dài bao lâu, nhưng mà cái meta này thì thực sự là nó quá khó. Nó quá khó chơi luôn. Đồ này tôi thấy là ngon rồi đấy. Anh em ạ. Trời ơi. Đồ như này thì thôi nhỉ. Anh em nhỉ. Chắc là anh em biết tôi chơi gì rồi. Thực ra cái việc mà khó quá chúng ta có thể không cần làm, đấy chính là tìm ra một cái lineup chân lý để có thể counter vào cái bộ mết, một cái lineup dễ chơi đấy, mà lại khỏe ra late game, ăn được cái bộ mết. Thì tôi thấy là nó quá khó. Và cái công việc khó thì có lẽ là chúng ta để cho người khác làm. Có lẽ là tôi đã đi sai hướng anh em ạ. Tôi thấy là cái việc mà cái công việc mà chúng ta đi tìm một cái lineup để mà counter ấy, tôi mới phát hiện ra là khi mà chúng ta ngồi chúng ta nghiên cứu, chúng ta bắt đầu chơi tất cả các thể loại lineup để có thể là counter cái bộ đấy. Thay vì cái việc đấy chúng ta hãy chơi cái bộ đấy luôn anh em ạ. Chúng ta hãy chơi cái lineup mết ở trong những cái trận đấu mà có những cái cao thủ, anh em hiểu không? Để xem là người ta chơi gì để counter cái bộ này, là chúng ta sẽ biết được là counter bộ này thì chơi cái bộ gì. Đấy. Thế nên là trong cái trận đấu ngày hôm nay thì anh em thấy ở trong cái con game này có Ji Won View nhá anh em nhá. Đấy. Ji Won View là một trong những cái người chơi rất hay. Và rất có thể Ji Won View sẽ tìm ra cách counter được cái bộ này. Đấy, và trong cái trận đấu này không những có Ji Won View mà có thêm một người nữa, đấy chính là Fudo nhá anh em nhá. Fudo V kia cũng là một cái người mà chơi phải nói là cực kỳ hay luôn ở trong cái con game này. Và hai cái game thủ này là người Thụy Điển. Fudo V thì ông này là một trong những cái ông mà nhà vô địch đầu tiên của cái giải Championship, nếu mà anh em chưa biết nhá. Đấy, nên là trong cái trận đấu này tôi sẽ chơi mết để xem là họ counter như nào. Chúng ta mượn người khác để chúng ta tìm cách counter. Bây giờ chúng ta không tìm được cách counter thì đấy, đây là một cách rất hiệu quả luôn anh em ạ. Đấy là nếu mà muốn counter cái bộ này thì phải chơi thật nhiều để tìm ra chân lý. Đấy, khi mà chúng ta chơi trong game chúng ta thua ai đấy thì chúng ta biết là cái lineup đấy có thể là sẽ ăn được ta, đúng không anh em? Rồi nhá. Đấy, lên kế hoạch rất là chi tiết và rõ ràng. Đấy. Bây giờ là chỉ việc là làm theo kế hoạch thôi anh em nhá. Đấy, chăm sự nhờ vào hai bạn. Chỗ này nhá, tôi để xem là liệu rằng là hai bạn có thể là ăn được không. Và tôi khẳng định với anh em luôn là mết nó vẫn là một thể lực đấy, chưa cản được đâu anh em ạ. Chưa cản được đâu. Còn bây giờ có mấy cái lineup như kiểu Exit chơi đối công ấy thì tôi đánh giá là cũng chơi được, nhưng mà khó. Bây giờ cái bộ này nó trở level 10, phải ra chúa quỷ. Đấy, 6 Exit, 6 Exit, 4 Witcher kẹp với các chú quỷ. Đánh cái level 10 cơ anh em, khó lắm anh em ạ. Cái bộ đấy thì nếu mà lên được ấy thì chắc chắn là ăn được. Tôi khẳng định luôn với anh em là chắc chắn là ăn được. Nhưng mà lên được cái kiểu rất là khó luôn. Đấy, nó không dễ đâu. Cái bộ đấy nhá, phải chúa quỷ, phải lên được 2 sao này. Đấy, kiếm hồn thì có thể là ra hoặc không ra thì tùy. Đấy, nhưng mà chúa quỷ lên được 2 sao này. Và có lên được level 10. Hai điều kiện liền. Đồ thì phải có BKB nhá. Blink BKB thì mới có cái cửa ăn được. Với cả về căn bản là chơi cái lab đấy nó cũng khó chơi ấy. Bây giờ mà bảo ừ thì cứ ăn được mết đi, nhưng mà còn những cái thằng khác thì sao? Đúng không? Chúng ta cần phải tìm ra là những cái lineup mà nó đánh được tất cả. Tức là nó gọi là cân bằng giữa cái việc là counter mết và
đấm được những cái thằng khác nữa, chứ không phải một mình mết anh em ạ. Còn nếu mà chơi một mình mết ấy thì nó cũng có rất nhiều những cái lineup mà vẫn có thể chơi được. Tôi lấy ví dụ như là 6 assassin cái 4 cá thì chơi được nha anh em nhá, không phải không chơi được đâu. Đấy, mà tôi thấy là cái bộ đấy nó còn đỡ hơn. Nhưng mà nói chung là về cái gọi là dễ chơi ấy, nó phải gọi là cái thể loại dễ chơi mà nó dễ mạnh ấy, thì tôi vẫn thấy mết nó mạnh. Ai đời mà chỉ cần một con già một thôi, đấy, con già một thôi là đã đủ gánh rồi, gánh ngon luôn. Đấy, có nhiều cái trận đấu mà già một thôi nhưng mà có thể dí lên 10 rồi khi mà đủ đồ. Già một khó trưởng cái là có thể là khi mà anh em có đủ một cái lượng đồ nhất định khỏe thì già có thể gánh cho anh em đến lúc anh em up lên 10 mà con già nó vẫn còn level 1 được, thì anh em biết là cái bộ đấy nó dễ chơi như nào. Quá lỗi anh em ạ. Trong khi những cái lineup khác phải chật vật, đúng không? Để mà lên 9 để mà chơi có khi phải roll hết tiền để kiếm co 2 sao, thì một cái lineup khác đấy lại chơi lại quá dễ dàng. Chỉ cần co 1 sao form đủ bộ thôi. Ở cái level 9 ý là đã có 4 gót 6 mét rồi đấy anh em ạ. Đấy, chơi rất dễ luôn. Đấy nha, mà trận này nha, tôi không xanh nha anh em nha. Anh em thấy là tôi đang phải eco. Tôi vẫn bỏ bài vào nhưng mà tôi đang eco đấy. Tức là tôi không hề xanh nha, nhưng mà bây giờ tôi chơi mét cho anh em xem. Cái bộ này nó dễ chơi lắm anh em ạ. Đấy rồi, ngon. Đấy, lên level 5 là bây giờ lại cũng gọi là hơi ổn rồi đấy. Một lúc nữa thôi là không cần phải eco đâu. Bài ngon nghẻ một cái là có thể là oánh chuỗi thắng luôn đấy như. Bây giờ nhá, ra thêm con Heaven Bomber lên 2 sao. Tôi có khi là tôi up cấp luôn, tôi đẩy con The So vào. Anh em ạ, đồ thì nói chung là khá là ngon rồi. Tôi đã thấy là có thể ghép được là lấy được hai cái trượng phép rồi. Đấy, một cái viên tinh thạch ma lăng để có thể là tăng được 40 mana đầu game. Quá ngon luôn. Toàn những cái đồ trong mết thôi. Chuyện này đây là chúng ta sẽ khỏe đấy. Không hiểu đâu. Đầu game mặc dù bài nó không ra nhá, nhưng mà không sao, chúng ta ép ra. Đấy, cứ từ từ. Tí nữa không ra roll ra thôi, có cái gì đâu. Chơi đấy, tôi bảo cái bộ này nó dễ chơi mà. Nó khỏe, nó dễ khỏe. Bây giờ không ra là con già đúng không? Roll ra được chỉ cần một con già duy nhất. Ok rồi. Xong rồi cứ từ từ lên 9 roll tiếp ra thôi. Đấy, ui rồi ôi anh em ơi, được rồi đấy. Quá wow, ok. Khỏe rồi đấy. Anh em ạ, khỏe lắm rồi. Bây giờ gì cấp lên rồi, oánh chuỗi thắng thôi, gì nữa. Round sau rồi tôi chốt đồ luôn anh em ạ. Tôi chỉ đến round 10 thôi. Eco gì thì eco, đến round 10 là bắt đầu là ấy rồi. À không, nếu mà trận sau mà chưa gặp thằng Maxi thì có khi là chúng ta đợi round 11 thì chúng ta up lên 7 cũng được. Mà round sau up tạm lên 6 đã anh em nhá. Để tôi tính thế nào, xem là gặp cái thằng nào round sau. Ui rồi ôi anh em ơi, thiên thời địa lợi nhân con nhà bà Hòa luôn. Round sau gặp thằng Maxi anh em ạ. Ôi xời, ngon ngay. Rào này gặp thằng này chết rồi ở tôi. Được quá nhờ. Xảy quá anh em ơi. Uầy, thật. Ngon ngay. Đây. Chuyện phép. Ok. Rồi. Có cái huyết trượng này, từ từ bình tĩnh, bình tĩnh. Đây. Từ từ. Đồ chưa lấy được nha, chưa lấy được, từ từ đã. Kiếm một viên ma lăng nữa anh em ạ. Ok. Thôi ăn rồi. Ui giời. Ngon ngay. Ui giời. Quá ok luôn. Hay quá anh em ơi. Còn một cái free roll. Roll cả. Ôi trời. Thôi. Trận này lại là của tôi rồi anh em ạ. À. Ơ,
Có cái mùi gì ấy nhở? Tự nhiên lại có cái mùi gì nữa đấy, hơi thơm thơm. Thơm thơm mà hình như là cái mùi này nghe đâu có vẻ có nghe chừng nó chính là cái mùi của sự chiến thắng ấy. Dã man thật sự. Thôi cứ từ từ anh em, cũng bình tĩnh, không có gì mà phải cái sớm. Đấy, đợi chút. Vẫn còn đấy mà, vẫn còn có cao thủ ở trong cái trận đấu này mà. Để xem là liệu rằng có thể ăn được tôi không. Ra thì vẫn chưa ra đâu nên cứ vẫn yên tâm, vẫn chưa có cái gì cả anh em nhá. Rồi. Sau cái chuỗi thua đến đây chuỗi thắng luôn anh em ạ. Tôi khẳng định với anh em luôn là cái chuỗi này chắc là còn dài lắm. Bắt đầu là khởi đầu cho một cái chuỗi thắng rồi đấy. Rồi. Này quá nhỉ. Yên tâm luôn rồi. Tôi cũng không tham cái con công nghệ mech. Đấy, Skybreaker cho vào làm gì cả. Đấy, bây giờ chúng ta cần cái gì? Cần là cần giữ cái chuỗi này thôi. Sức mạnh của cái chuỗi này, sức mạnh của cái đội hình này và cái chuỗi này chúng ta sẽ kéo dài để chúng ta có thể lên được 9 và form cái bộ chuẩn của nó. Đấy chính là 4 gót kết hợp với cả 6m. 4 gót 6m và già. Đấy. 4 mục sư nữa. Wow, ok anh em ạ. Chuyện này thực ra là tôi thấy là có rất nhiều thằng biết chơi luôn. Không phải chỉ có hai ông kia đâu. Thấy không? Đấy, Zibong View đã có chuỗi rồi kìa. Đánh coi như là rất là kinh nghiệm luôn. Nhưng mà để ở level 6 vẫn có chuỗi đấy. Càng không? Đấy, còn có rất nhiều thằng nó cũng up 7 nó xả tiền hết tiền luôn rồi. Để cắt chuỗi rồi. Đấy, tôi thấy đánh giá tốc độ trận đấu này tương đối nhanh đấy anh em ạ. Nhanh đấy. Ok. Rồi, đợi thôi. Sang là đón thôi, sang là đón thôi anh em ạ. Đấy, ở đây thì có thể thấy là có hai nhà level 7, một nhà đang có chuỗi thì mới level 6, không sợ lắm. Nói chung là vô tư. Trận này bị cái là hơi lag nên là nó sẽ ảnh hưởng đến cái trận đấu. Tí nữa roll hơi mệt đấy. Ping 200 anh em ạ. Đây này gặp Fudovi này. Thằng này vô địch cái giải Championship đấy anh em. Anh em nhìn thấy cái khung không? Cái khung và cái bàn cờ này anh em biết. Những cái mùa đầu tiên của Championship ấy. Tôi có chuỗi rồi. Hai con này không biết có phải bạn không nhỉ? Zeung View này với cả Fudovi này không biết là phải bạn không. Tôi thấy cả hai ông đều chơi rất hay. Cái ông Zeung View kia thì đang top server không nói. Cái ông kia thì cũng đấy có cái giải Championship thì là cũng đánh cũng chắc là cũng uy tín thôi. Nào sau rồi tôi up cấp sau tôi cho con heo bỏ con heo vào. Nào sau không biết là có nên bỏ Goblin luôn không nhỉ? Thôi cứ từ từ đã, tùy. Bỏ Goblin thì tôi sẽ thay bằng một con Water Spirit cũng được. Nhưng mà Water Spirit một sao thì chưa chắc đã tín bằng là một cái con kích hệ Goblin đâu. Đấy, Zipper nó cũng có cái giá trị của nó. Ngoài việc là kích hệ Goblin thì máu nó cũng khá nhiều ấy. Còn đấy 800 máu tăng cơ phía trên cũng ngon. Từ từ đã. Bây giờ up cấp cho thêm con heo vào thôi anh em ạ. Đây rồi, có cái BKB rồi. Lấy có thể là chốt BKB sớm. Để tí nữa nếu mà đánh với mấy cái nhà mết thì cũng không có gì ngại cả. Đấy, chắc chắn là chúng ta sẽ còn một cái con già sống sót để nó có thể clear. Rồi, lên 8 rồi. Tiến trình nó đúng chuẩn đấy nha anh em nhá. Đấy, bây giờ chúng ta lên 8 rồi. Cái này cũng được này. Ừ nhờ. Đúng thật. Đấy, như này cũng ngon này. Ui, kẹp cọc này ngon đấy. Ok. Đồ này thì từ từ nhá anh em nhá. Ở đây vướng cái cấm đánh ấy. Lấy BKB thì sẽ không có cấm đánh. Từ từ đã. Thôi rồi, tôi sẽ bán mấy cái con Goblin đi.
Creator này. Creator này. Ui dồi ôi. Anh em ơi. Căng không? Một xe quạt bay màu rồi. Quá căng. Mà hiện tại tôi không có mấy cái công nghệ mech nữa. Tôi bỏ bộ mech đi, tôi cũng không có cái quyển sách ở trong cái trận đấu này. Nhưng mà thôi không sao. Có chuối là ngon rồi anh em ạ. Nhưng mà trận này có vẻ già hơi tịt đẻ nhỉ. Chưa thấy con già ra. Ờ. Ra 17 rồi chưa thấy con già nào. Già này chắc phải roll mới ra rồi. Trận này không độ. Gặp thằng Di Wong View em nào. Cắt chuỗi phát nhờ anh em nhờ. Tôi nghĩ là cái đội hình này ở trong cái giai đoạn này nó quá ok rồi. Còn nếu mà muốn mạnh hơn thì chỉ có 6m thôi. Tầm này 6m được ra ra 6m thôi. Đấy. 6m nhưng mà phải kích hai wizard nữa thì mới 6m được. Ok. Xe quạt. Ui giời ơi, một xe quạt cái là bay màu hết thôi. Bắn nó như gãi không? Hunter. Hunter còn chưa đủ 6 con thì đúng là gãi rồi. Hay quá. Rồi tôi sẽ bỏ con rồng đi luôn. Con này chỉ chơi thế thôi. Không nuôi lên 3 sao làm gì cả anh em ạ. 2 sao được rồi. Lên 2 sao cái bỏ đi để có thêm những cái cơ hội ra những con khác. Đấy, chúng ta không mất cái slot cho con này nữa. Nó sẽ giảm tỷ lệ của các con khác đi. Cái gì đấy bạn ơi. Zimu sang soi bài counter à? Kinh thật đấy. Định làm gì? Đội hình mạnh như này thoải mái đi bạn ơi. Tôi để im luôn cho bạn ấy. Tôi để im luôn. Đội hình mạnh rồi anh em ơi. Zimu 6 Hunter. Ờ. 6 Hunter. Ui dồi ôi. Con sang soi bài còn đứng coi như là đối diện luôn. Thế thì làm sao mà ăn được anh em nhở? Ăn làm sao được? Định coi như là tấn công trực diện à? Tấn công trực diện, tấn công đường chéo còn chưa chắc ăn ai, còn đứng coi như là cho bài sang đứng đối diện luôn. Để làm sao mà ăn được? Có vẻ quá tự tin vào sức mạnh của bọn Hunter à? Trừ khi là kẹp cá vào may ra ăn được. Kẹp cá có Medusa 2 sao. Siren 2 sao thì may ra có cửa ăn. Chứ còn cái tầm này làm sao ăn nổi tôi. Nói chung là xác định là mất chuỗi cho tôi thôi. Tầm này là ấm rồi anh em ạ. Round 19 này nói thật là cũng chả có thằng nào khả năng ăn được. Hỏa lực mạnh lắm anh em. Hỏa lực bây giờ đang rất mạnh luôn đấy. Kẹp cọc vào rồi xong rồi lại Thunder. Ui mà thằng này có vẻ to nhá. Nai này thì nai này. Ờ à, càng đấy. Ui ê ê ê. Hay quá. Hay quá nhở. Ui giời ui giời ui. Ui. Cái con ngựa nó coi như là bị stun đến chết luôn à. Đấm được mấy cái. Ui giời. Stun đến chết luôn. Ok. Tôi đã dần dần thấy cái sự bất lực của những người chơi còn lại đấy. Mặc dù là tôi chưa có cái gì đâu nhá, nhưng mà tôi thấy cảm giác những người chơi bắt đầu bất lực rồi đấy. Trận này thì bị một cái mũi là ping nó hơi cao thôi anh em ạ. Còn về thế trận các thứ thì tôi thấy là ok lắm anh em ơi. Nhất là tôi đang chơi cái bộ meta nữa. Để xem là Zhuangview liệu rằng trận này có thể counter được bằng một cái đội hình nào đấy không nha anh em nhá. Tất nhiên là những cái người chơi mà hệ cao thủ thì họ cũng sẽ có cái cách để có thể counter được. Bớt đi được phần nào sức mạnh của bộ này. Đây rồi, ôi rồi ôi anh em ơi. Ra con già rồi này. Chưa đủ 6m. Ờ, thế này. Cơ phải kẹp wizard vào. Cái wizard đã đủ 6m.
Ok, chúng ta đã đủ 6m và 2 gót ở level 9 rồi. Đấy, bây giờ Thunder 2 sao thì đương nhiên là Thunder làm co. Chuẩn luôn. Đấy, chuẩn bài cho anh em nhá. Bây giờ là gọi là form được đội hình rồi đấy. Form chuẩn đội hình rồi. Ok. Ui, gặp cái thằng này đừng úp lồng nhá. Đừng úp lồng nhé. Ui rồi ôi. Xoay quạt một phát là hết úp lồng luôn. Cung đen 3 sao có vẻ to. Thôi xong. Dí phát lên 10 luôn nhá. Ra 1. Ra 1 đánh ở level 10. Ôi mẹ ơi. Dí đến 10 là có 4 cặp luôn rồi đấy anh em ạ. Như này thì lại mất gót. Nhưng mà bây giờ không cần gót nữa mà chơi như này được không? Tức là nếu mà chúng ta cho 4 spirit vào. Ừ, cũng ngon. Cũng ngon luôn. 4 spirit thì mất cái cọc. Mất cái cọc, mất gót luôn. Về căn bản là gặp cái thằng Gladiator rồi nên là tự tin thôi. Anh em nhở? Để chuyển sang spirit, bây giờ không gặp cái thằng Gladiator nữa thì cũng vẫn tự tin luôn. Phù đồ này. Phù đồ này. Ui. Căng đấy. Căng đấy bạn ơi. Ôi, ê, ê, ê. Ôi. Ư. Ư. Thôi xong rồi, mất chuỗi rồi. Ego Seed anh em ạ. À. Ego Seed cắt chuỗi. Căng. Hay bạn ơi. Chua. Được đấy. Thế chứ, nó phải như thế chứ. Ok. Để ít ra nó cũng phải như thế anh em ạ. À. Rồi, quá tuyệt vời, rồi đồ ra anh em nhá. Rồi, đánh bộ chuẩn của nó thôi anh em. Rồi, tôi nghĩ tôi cũng chơi ở 9 thôi anh em ạ. Luôn là già 2 đã. Rồi sau đó lên 10 sau, không có gì phải vội cả. Ok. Anh em thông cảm nếu mà tôi có trong cái clip mà anh em thấy có những cái đoạn mà tôi hít hà một chút thì bởi vì tôi bị ngạt mũi anh em ạ. Tôi đang bị ngạt mũi. Đấy. Ra do cái dư âm của Covid vẫn còn. Khỏe ở đây anh em ơi. Tôi bắt đầu nhìn thấy cái sự gọi là bất lực của đối thủ à. Lấy gặp Fudovi là vì là chúng ta chưa đủ bộ thôi. Bây giờ chúng ta đủ bộ rồi. Rồi. Rồi ở level 9 rồi anh em ạ. Chứ rồi hết slot rồi. Rồi một chút xuống 40 tiền đi. Ui không sao nào cả. Chán vậy. Tôi nghĩ là cái bộ này đánh ở 9 nó mạnh lắm rồi ấy. Đồ này thì có thể ghép cái... Tôi định là ghép cái bão anh em ạ. Ghép cái bão khỏe. Cái đồ đấy nó rất là lỗi luôn ấy. Nhiều khi vào phát thải bão ra là như con Storm Shaman rồi. Nếu mà tôi có cái bão thì tôi vào con già nó bắn trưởng luôn. Bây giờ vẫn chưa có cái bão nên là già vào vẫn chưa bắn trưởng luôn được mà phải đánh một vài cái nữa. Nó khá lâu. Đánh rất là khó để có thể là tung trưởng luôn. Đấy vì con đam con già nó bé mà. Chắc là cũng phải mất 3 giây đấy. Tung trưởng hơi chậm. Chơi mết này là cần phải tung trưởng nhanh. Đấy tung trưởng càng nhanh thì sức mạnh của nó càng khỏe. Chơi mết này là tung trưởng là đứa nào tung trưởng trước ấy thì đứa ấy thắng thôi. Đấy, đánh với những cái nhà khác thì cũng thế thôi. Đây, con này đánh rất lâu, mất chắc phải 5 giây. 5 giây mới tung một trưởng. Trượng ma pháp. Ok, ghép vào cái xung kích à. Không ngon lắm, thực ra đồ cái bão ngon hơn anh em ạ. Huyết trượng.
Ok. Thôi anh em ạ, tôi lên 10 luôn này. Tôi tự tin luôn với anh em là cái con này level 1 nó chơi ở 10 là vẫn ngon. Nó cứ đủ bộ phong bài là nó ngon rồi. Lên 10 cho nó ra rớt anh em ạ. Khỏe lắm rồi, 6m rồi. Đấy. 6m bây giờ thiếu 2 gót thôi, ra rớt là được 2 gót. Sorry anh em, ra rớt là được 4 gót. Đấy, bây giờ hiện tại chúng ta có 2 gót rồi. Ok, khỏe lắm rồi đây anh em ạ. Ra 1 vẫn uy tín nha anh em nhá, có đồ uy tín hết. Cứ có đồ là uy tín thôi, không phải sợ. Ok, ở đây tôi có cái áo choàng kháng ma chắc chắn phải lấy nha anh em nhá. Đấy, nhẫn sinh lực này là ghép vào là cũng được này, cái dây chuyền này. Trong cái trường hợp mà chúng ta đánh với mết thì chúng ta ghép BKB. Còn trong trường hợp mà chúng ta đánh với cái bọn Aegisit này khả năng để mà chống bị swap thì tôi sẽ lấy cái dây chuyền. Già đeo dây chuyền vào thì không sợ swap anh em ạ. Thua này. Thực ra thua thì nó cũng là cái điều nó dễ hiểu thôi, bởi vì là bây giờ chúng ta chưa lên con giá 2. Đấy, nhưng mà nói về ổn thì là khá là ổn. Già chỉ cần 1 sao thôi là nó là giữ máu được rồi, không cần phải là 2 sao. Đây rồi. Đó, bán cái này đi. Đủ bộ nha anh em nhá, 4 gót. 4 gót 6m rồi. Đấy, form bài đủ bộ nhá. Bây giờ chỉ còn ngồi đợi già lên 2 thôi anh em ạ. Ở level 10 chúng ta sẽ có 25% khả năng ra là con già 2. Đấy, 25% ra già. Bây giờ tất cả đội hình của đối thủ là nó cũng form hết rồi nha anh em nhá. Có 2 Aegisit này. 9 Hunter, 2 Greater và 1 Warrior. Chúng ta chắc là bây giờ chúng ta có thể ăn được mỗi nhà Warrior thôi. Warrior chắc chắn là ăn được. 9 Hunter này thì đã có tên Sulami. Ăn nổi không? Hơi khó ăn. Nhưng mà vẫn ăn được. Vẫn ăn được anh em ơi. Khỏe rồi mà. Hiện tại là thua mỗi cái nhà Aegisit của Fudo thôi anh em ạ. Cho đến khi con già của tôi lên được 2 sao thì chắc là chúng ta vẫn sẽ thua. Zhuangvi cũng lên được 10 nhá. Hai cái ông đấy cùng chơi Aegisit anh em ạ. Nhưng mà Zhuangvi thì đéo nào ra con bom với cái RO này. Bom RO mà kết hợp với cả Aegisit thì khả năng là ăn được cái nhà của Fudo đấy. Fudo bánh tay là đánh bao giờ nó mới hết được. Fudo thì kẹp được lùn vào à. Tôi chắc tôi ghép luôn cái BKB luôn cho nó an toàn anh em ơi. Tránh con bom anh em ạ. BKB bật lên là tránh được đam của bom đã. Bom nó lổ khủng khiếp lắm đấy nha anh em nhá. Cái con bom 2 sao mà trong cái bộ 6 Aegisit ý, mà nó lại còn được kết hợp với cả cọc nữa ấy, thì khả năng là một thả bom thôi là nó bay toàn bộ đội hình luôn. Mày thế hết được con bom này. Nó có cái RO đấy. Đặt được 2 quả bom anh em ạ. Căng chưa? Đó. Đó chính là cách counter cái bộ này đây. 19 máu. Đúng là Zeeverview không bao giờ làm anh em thất vọng. Đúng không anh em? Được đấy. Aegisit kẹp bom. RO kẹp cọc à? Hay đấy. Ăn được cái bộ mết này. Bom lổ phát bay màu rồi. Đặt 2 quả bom ra bay toàn bộ đội hình. Bom vẫn còn sống bất tử mấy giây nữa mà. Kể cả có chết thì vẫn bất tử mấy giây nữa. Và nếu mà có một cái BKB trên người con bom thì sao? Thì chắc chắn là sẽ không chết. Hay, hay phết nhờ anh em nhờ. Tức là Aegisit có thể đánh đôi công được với bọn này luôn. Tôi thấy cả hai thằng chơi Aegisit đều có thể ăn được tôi này. Hay đấy. Càng hay quá nhờ. Rồi thằng này thì chung là vô tư đi bạn ơi. Warrior thì thôi xong rồi. 4 máu. Warrior meta này làm sao chơi được. Không chơi được đâu anh em ạ. Đấy, Aegisit có khi nó comeback rồi đấy. Aegisit trở lại rồi anh em ạ. Aegisit nó chính thức có trở lại rồi. Meta này đánh đôi công với cái bọn này luôn.
đấy, anh em thấy không? Kế hoạch của chúng ta bây giờ chúng ta sắp thực hiện được rồi đấy. À hay. Thế tôi ghép được một cái nhẫn sinh lực nữa là chúng ta có cái dây chuyền rồi này. Sau round này rồi tính nhá anh em nhá. Round này round quái. Biết đâu lại ra nhẫn sinh lực cho tôi đỡ phải ghép. Càng nhờ hai cái nhà Egosit của hai cái ông người Thụy Điển đang đứng ở vị trí top 1, top 2, đang có chuỗi. Egosit mạnh ấy chứ, đúng không? Ồ, thế tức là Egosit có thể cân được cái bộ mết. Đánh căng phết nhờ, đánh căng ấy, đánh căng ấy. Bây giờ tôi cần cái nó già lên 2. Tôi hết tiền rồi mà tôi chưa lên được giá 2 anh em ạ. Hơi cay. Thực ra trận này là thiếu cái mắt bão anh em ạ. Tôi không có cái bão nên là cảm giác đội hình nó không phát huy được sức mạnh tối đa của nó ấy. Cái bộ này trấn phái của nó là cái bão ấy. Nhẫn sinh lực cũng ghép luôn nhở. Để phòng trường hợp bị swap thì tôi nghĩ là sẽ phải có một slot cho cái dây chuyền. Chứ còn hai cái BKB thì nó hơi thừa ấy. Thực ra thì bởi vì là có một cái slot nó có cái viên ma lăng ấy, mà tôi vẫn muốn là có cái mắt bão để có thể tung trưởng luôn, vào phát tung trưởng luôn combo với cả con Light Spirit. Đấy, lý do là tại làm sao mà tôi vẫn chưa lấy cái slot và có cái nhẫn. Nhẫn hồi máu thì thực ra là tí nữa có nhà chết thì nó cũng sang thôi anh em ạ. À, nên là thôi cứ từ từ đã. Cắt chuỗi nổi không? Tao phun bộ nhé. Ồ u u. Bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi. Ồ ồ ồ ồ ồ. 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 Không anh em ơi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đồ rồi. Già hai luôn. Ui giời. Hay quá. Ba tia cũng được. Được đấy nhở. Giá 2 rồi anh em ơi. Bây giờ nó mới thực sự là sức mạnh thật sự của cái bộ này anh em nhá. Đây giá 1 mà. Đấy. Anh em Zero Wong View có vẻ đang tính con đường là đánh nhau với mết đây. Ở late game đây. Rồi, thế thì chốt luôn cái này đi luôn cho nó nhanh này. Đấy. Xong rồi nhá. Chúng ta đủ bộ. Bây giờ chỉ rớt lên được 2 sao nữa thôi là cái bộ này mắc binh rồi. Không còn mạnh hơn được nữa rồi anh em ạ. Mắc binh rồi. Bom 2 đúng không? Bom 2 đúng không? Có BKB bạn ơi. Có BKB bạn ơi. Ui. Ui. Không, không, không. Ừ, vẫn không ăn được. Có bom nó nổ xong con rồng nó làm lốt anh em ạ. Càng ấy. Ui, Zimum View đang có chuỗi kìa. May là tôi cắt chuỗi được ở làng Fudo trước đấy. Không gặp được Zimum View khi nó cắt chuỗi ở làng Fudo lên đấy. Quang. Tôi giờ thì cũng nói chung là cũng gần như là mắc binh rồi. Có lẽ tí nữa sẽ phải có một slot cho cái BKB 2 mới được. BKB 2 để chống quả bom. BKB 1 không ăn thua. Bật được cái BKB lên thì mấy giây sau cái quả bom nó mới lổ cơ mà. Đến lúc hết BKB nó mới lổ anh em ạ. Tôi để ý rồi. Quả bom nó lổ sau. Nên là chúng ta sẽ phải phải lấy một cái BKB 2 nữa cho chắc kèo. Trận này tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải ghép cái 3 tier đấy. Và tôi nghĩ là không phải là chỉ có một cái ba tia đâu. Đấy, nếu mà được thì tôi sẽ ghép là hai cái ba tia để đứng xa bắn vào anh em ạ, cho nó đỡ dính cái quả bom. Đứng góc bàn cờ bắn vào. Đứng góc là một cái vị trí rất an toàn cho cái việc là tránh cái quả bom nha anh em nhá. Tránh quả bom đứng ở trong góc thôi. Hai góc mà có cái ba tia mà kích hệ người lùn ấy là chúng ta sẽ không di chuyển, chúng ta đứng ở góc thôi, đứng ở hai góc cho hai con, ví dụ như là con
Life Spirit và con già đứng ở hai góc. Và tôi cũng sẽ cần một cái BKB nữa đây anh em ạ. Tôi nghĩ là nếu mà có thêm được một cái BKB nữa thì khả năng mà chiến thắng nó sẽ cao hơn. Một cái BKB cho Life Spirit và một cái BKB cho con già. Hai con nó sẽ sống sót để nó có thể gây đam. Giặt hết sang hai bên là tốt nhất anh em ạ. Đứng ở giữa thì nó tụng ở giữa nó cũng chết thôi. Tốt nhất là giặt hai bên. Chống được cả cái bọn Glitter nữa này. Hay. Thế nhưng mày chết. Một quét. Ui dồi ôi. Anh em thấy chưa? Vẫn khỏe lắm anh em ạ. Rồi chỉ có chơi với cả Exit thôi. Con già này mặc dù là nó không được 100.000 đam nhưng mà nó 30 mấy nghìn đam rồi. À 20 mấy nghìn đam, thế là cũng khỏe lắm rồi. Ui đây rồi. Hai cái bát tiêu luôn này. Ôi dồi ôi. Thế thì được quá. Quá hợp lý luôn anh em ạ. Đứng xa được rồi. Đứng hai góc vỉa vào thôi anh em ơi. Quá hợp lý, tôi đang đợi hai cái bát tia thì nó ra luôn. Trời ơi, định mệnh ở đây rồi. Cái thằng Glitter chết nó đưa tôi đúng cái món đồ tôi đang cần. Xong rồi. Được quá anh em ơi. Tất nhiên là cái ba tia tôi sẽ không để cho con già đâu nhá anh em nhá. Đừng có để con già cầm cái ba tia. Con già cầm ba tia là mất gót luôn đấy. Kích ba tia thì chỉ kích cái con khác thôi, kích con lợn lên. Đấy. Kích con lợn lên. Còn nếu mà con già cầm ba tia là mất gót thì là chết. Toàn, toàn ngay. Chúng ta cần con già để có thể là bắn trưởng được nhiều lần. Đấy, nên là con già nó sẽ không cầm ba tia. Hack luôn. Chứ còn gì nữa. Tiếc là trận này không có cái bão anh em ạ. Tôi không có bão điện tử. Bởi vì tôi thiếu cái viên tinh thạch ma lăng. Viên tinh thạch vào trong 40 mana luôn ấy. Thiếu một viên. Rồi bây giờ chỉ cần giao rớt thôi anh em ạ. Chúng ta coi như là chúng ta mắc đội hình rồi. Không mạnh hơn được nữa đâu. Mạnh nhất rồi đấy. Bây giờ chỉ có đồ thêm hoặc là thêm con rớt 2 nữa thôi. Rớt 2 thì tôi cũng chả dồn đồ cho rớt đâu. Chơi với mấy cái nhà đỏ thì mới cần dồn đồ cho rớt thôi. Chứ còn chơi với mấy cái nhà Exit này thì phải đánh đôi công. Chơi bằng già thôi. Rớt nhiều khi nó giật trượt ấy. Di Vương Biu. Di Vương Biu. Ô đâu con già tôi đâu rồi. Già tôi bị swap à. Ây ạ. Già bị swap à. Nhưng mà già vẫn bắn được trưởng mà. Không bạn ơi. Thấy chưa. Thấy chưa. Thấy chưa. Như nào. Đừng để nó đặt bom nữa. Đúng rồi. Hay quá. Vẫn ăn được anh em ơi. Tôi có cái ba tia mà. 10 máu luôn anh em ạ. Còn ở bên kia thằng Fudo ấy, tôi đẩy còn có 2 máu kìa, dã man. Quá dã man luôn anh em ạ. Chứ tôi vẫn thấy cái bộ này nó vô đối mà. Dã man. Đây nha, hai cao thủ đánh với tôi ở giai đoạn lên game nhá, solo lên game. Với một ông thì là top server, một ông thì là vô địch championship nha anh em nhá. Đấy, vẫn ăn. Vẫn ok luôn. Vẫn chưa thấy có cái dấu hiệu là họ có thể counter tôi. Để từ xem có chuyển bài gì không. Chứ còn tôi thấy là Exit vẫn đâu có ăn được đâu. Exit này Tsunami kẹp cá các kiểu rồi này. Kẹp cá vào rồi này. Rồng có khi phải rồng 3 mới ăn được. Rồng 2 vẫn không ăn thua anh em ạ. Như này chống không à, không chống nổi. Xong rồi Furo đi rồi. Nhà của Zivong View có 80 tiền ở level 10. Không biết là có chuyển sang cái gì để counter tôi không. 80 tiền ở level 10 đấy anh em ạ. Rồi xong. Rớt 2. Mắc binh rồi. Không còn có thể mạnh hơn được anh em nhá. Bây giờ là mắc rồi đấy. Bây giờ thì già 3 thôi.
À, bắt con rớt của tôi. Bắt con rớt của tôi. Con rớt không có đồ. Con rớt không có đồ bạn ơi. Ui, khỏe thế. Khỏe đấy. Vẫn ăn được anh em ạ. Căng phết nhờ. Bom nó nổ khỏe quá. Nó dồn toàn bộ đồ cho bom kẹp cọc anh em ạ. Sợ thật sự. Rao sau tôi sẽ cướp cái quả bom. Tôi sẽ cướp quả bom để tôi đặt bom. Không biết có đặt được trước cái quả bom của nó nhỉ? Chắc là không. Tuy nhiên cái quả bom này nó không có cái tăng mana nhanh mà nó chỉ là viên ma lăng thôi. Nó không bắn trưởng được luôn. Nó bắt con Light Spirit của tôi. Ăn được không? Ăn được không? Ăn nổi không? Không được đâu bạn ơi. Tôi có cái vòng chống swap mà. Tôi có vòng chống swap ở đây mà. Ui rồi ơi. Làm sao? Nghĩ sao mà đòi bắt? Không bắt được anh em ơi. Tôi tính là ghép cái chống swap cho hai con để chống cái con ảo ảnh nó swap sang rồi. Mà kể cả là có swap được sang thì tôi không bị stun thì tôi vẫn đánh được bình thường mà, tôi vẫn bắn trưởng được. Già vẫn bắn được trưởng thì nói chung là cũng không thua đâu. Anh em ạ, tôi nghĩ không thua đâu. Già vọt phát chết hết rồi mà. Bây giờ chủ yếu là đồ thôi, bây giờ đồ ngon thì là ngon nhá anh em nhá. Đồ ngon thì là ngon ngay. BKB 2 chắc chắn rồi, hay quá. Rồi. Món đồ cuối cùng chính là cái mà lão máu. Tức là cái team của tôi nó vừa có đánh tay, nó vừa có bắn trưởng luôn. Chúng ta kích hoạt được người lùn mà. Đánh tay cũng khỏe luôn. Đánh tay không cũng khỏe. Ui, chuyển bài đây kìa. Z-Wong-Bill làm gì đây? Z-Wong-Bill quyết định là 4 cá. 4 cá kẹp với cả gót. 4 cá kẹp gót. Kẹp cái gì? 4 cá kẹp với cả 4 4 cọc à, 4 cá 4 cọc anh em ạ. Là dồn hết toàn bộ sát thương cho con bom à? Cậu chắc chưa? Ui rồi sai lầm rồi, sai lầm rồi. I give up luôn, I give up luôn. Ui giời, sai lầm rồi. Bộ này có sợ 4K đéo đâu. Bộ này định là gì? Ơ? À, ui giời, hôm nay bảo tôi ra video counter mết. Định làm gì? Bất lực, đây thử thể hiện cái sự bất lực của đối thủ. Thế là chuyển sang 4K nhá. Kẹp với cả Lancer 2 sao. 4 cá Lancer 2 sao anh em nhá. Không chơi được đâu anh em ơi. Bộ này nó không sợ 4 cá Lancer anh em ạ. Tôi nói với anh em nhiều lần, tôi đã chia sẻ trên kênh rồi. Tôi có rất nhiều ảnh để chụp tôi up lên. Anh em thấy không? Cái bộ này sợ đéo gì con Lancer với cả 4 cá. Ui rồi anh em nhìn kìa. Lancer 4 cá già lướt phát chết bố luôn. Lấy đâu ra mà ăn được. Chơi đôi công của Exorcist tôi nghĩ là ăn được đấy anh em ạ. Tôi thấy mấy quả lần quả bom nó lổ đẹp là vẫn ăn được đấy. Nếu mà tôi không có BKB chắc chắn là tôi thua. Nếu tôi có BKB. Rồi để tôi thử xem nha anh em nhé. Tôi sẽ thử bộ Exorcist trong những clip tiếp theo, để xem là nếu mà chúng ta đánh Exorcist ở cái meta này có ngon không nha anh em nhé. Ok. Rồi anh em thấy hay để lại một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Anh em sẽ chứng kiến một con già nó thổi một phát 120.000 đam nha anh em nhá. Gây ra sát thương cho trên một con là 10.000 đam một con. Thật sự là quá kinh khủng. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Thì cũng là một cái trận đấu mà tôi chơi cái bộ mết này thôi nha anh em nhá. Meta mà. Phải thông cảm với tôi nha anh em nhá. Cấp 1 thì chỉ có bộ này thôi anh em ạ. Chẳng có cái bộ nào đâu. Và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể ủng hộ cho tôi qua donate cũng như là qua đăng ký hội viên bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn toàn thể các anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.